Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật nhà ở sửa đổi. Qua thảo luận, vấn đề liên quan đến điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến. Bày tỏ nhất trí với những chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã được quy định trong dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, đoàn Ninh Bình đề nghị cần mở rộng đối tượng có thể tiếp cận những chính sách hỗ trợ này. Điều kiện để được hưởng cái chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thì đó là phải thuộc diện là không nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cái khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì tôi đề nghị là cơ quan soạn thảo nên cân nhắc xem xét để mở rộng phạm vi thu nhập cũng như là cái đối tượng được mua nhà ở xã hội để cho đáp ứng yêu cầu thực tế, bởi vì thực tế hiện nay thì có thể là có những trường hợp những người ta phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng thực sự là người ta không có đủ điều kiện để mua nhà, đặc biệt là những người mà sinh sống và làm việc ở những thành phố lớn như thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Mà nếu như chúng ta quy định cứng như thế này thì có lẽ là những cái đối tượng này thì thực sự là rất là khó khăn để có thể có nhà ở. Ở đây thì chỉ quy định rằng là nhà xã hội đối với nhà nước đầu tư không tính quyền tiền sử dụng đất. Đối với đối tượng mà không tính giá trị quyền sử dụng đất thì tôi nghĩ rằng là áp dụng cho mọi cái đối tượng đầu tư. Coi như cái nhà mà xây ở đây không phải là chỉ 20 năm mà có thể là 50 năm tùy theo cái chất lượng và bán theo từng phân khúc. Và cái nhà mới xây dựng này không tính giá trị sử dụng đất thì tự nhiên là giá nó sẽ thấp xuống và tự động rằng là đáp ứng được cái đối tượng yêu cầu, chứ chúng ta không phải phân cấp rằng là những đối tượng này được mua nhà xã hội, rất là hành chính. Liên quan đến việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai, đoàn Hưng Yên cho rằng dự thảo luật đã quy định chặt chẽ hơn về quản lý sử dụng kinh phí này để nhằm hạn chế tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng dự thảo luật cần quy định cụ thể hơn nữa về việc quản lý kinh phí này. Việc quy định chủ đầu tư có trách nhiệm lập tài khoản để quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư, tức là chủ đầu tư đứng tên chủ tài khoản, không giải quyết được triệt để vấn đề chiếm dụng khoản kinh phí bảo trì đã tồn tại trước đây, vì chủ tài khoản sẽ có quyền sử dụng số tiền của quỹ này vào những cái mục đích khác. Thứ hai là nghiên cứu phải có quy định cụ thể hơn về việc mở tài khoản của ban quản trị nhà chung cư để quản lý kinh phí bảo trì. Tôi lấy ví dụ là như việc mở tài khoản tại ngân hàng nào, kỳ hạn bao lâu, lãi suất như thế nào là phù hợp, có cần thông qua tại hội nghị nhà chung cư hay không. Liên quan đến quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư, nhiều đại biểu cho rằng nếu quy định này ban hành sẽ thúc đẩy người dân tìm mua nhà đất, ít sử dụng chung cư. Như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tiết kiệm quỹ đất và điều kiện phát triển nhà chung cư. Do vậy, đại biểu đề nghị giữ nguyên như trong quy định của luật nhà ở năm 2014, theo đó quy định nhà ở chung cư gắn liền với quyền sử dụng đất. Trước đó, trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội họp toàn thể tại nghị trường nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật nhà ở sửa đổi. Nghe chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật nhà ở sửa đổi. Quốc hội cũng đã nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Nghe chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.